Mở hang, mở hang. Đăng giáp đã bao lâu nhỉ? Hà Vô Ngọc. Quy Quang. Oanh. Vân Anh. Hạnh Trần. Hy đã chia sẻ like, Hy đã tái xuất giang hồ. Ngẫu Hứng. Chấm đã tham gia, Ngọc Yến đã tham gia. Ngọc Yến. Mèo Quy. Tiệm nhà mèo con xấu xí. Tiệm nhà mèo. One Andy. Thu Hồng. Như Ý. Trúc Ly. Trúc Ly đã tái xuất giang hồ. Cuối cùng thì cũng đã dán cái cánh một chút. Long Nhật. Kim chi đỏ ao thơm phức. Lily Nguyễn Thẳng Như đã vào lâu rồi. Thẳng Như đi đâu giờ mới thấy được. Giờ Nam. Vũ Trọng Thắng. Em mới làm bài xong. Thì nói vui vậy mà hôm nay không thấy đâu. Đỗ Nguyệt. Follow đi Đỗ Nguyệt, cái gì like sau lại gặp nhau. Mọi người follow chia sẻ like đi, mọi người tương tác nó đang bị giảm á. Mấy bữa là toàn mấy trăm mắt xem mà không biết sao ba hôm nay nó tụt tụt quá trời này. Mình đang tìm hiểu nguyên nhân, có khi nào là do thấy bên này nó tụt xong mình qua bên nick phụ mình like á, rồi nó cũng kéo theo không ta. Bởi vì hai kênh để cùng một hashtag á. Kênh chính là kênh phụ thì đều để hashtag là ấy. Cái gì đây? Phương Cô Te quá điên. Thôi, tài có gì không ra là Phương á. Con của Vi vẫn còn ở đây này. Lường thì mình đã là không thể bình luận nữa luôn đó trời. Tám chuyện rồi đi.
Đấy là nãy giờ vẫn còn đang xem nhỉ. Chuột hồng. User 6953, tên dài quá. Bình đen Thúy Trần, Di Thanh, Hạnh Bốn Mắm. Di Thanh đã chia sẻ like. Rose, follow đi Rose ơi. Đúng rồi, đã tài lộc. Phương Hằng. Dù bé. Gia Phúc đã tái xuất giang hồ. Gia Phúc đã follow. Uyên. Đào Phạm. Sao like tối rồi? Lên rồi 8:30 mà nick cứ trục trặc, cứ đổ qua đổi lại rồi. Cũng trễ mất. Phù Thủy. Mà cũng đến giờ này mới rảnh được để mà like. Nhiều việc lắm. Đăng Khôi. Mảnh Nè. Sao ít người xem mi hỏi ta biết hỏi ai mi hỏi TikTok á. Mấy bữa đề xuất quá trời luôn, bây giờ bóp nick người ta. Uyên. Uyên này như khác Uyên vừa rồi đúng không, hay cùng một Uyên ta. Trung Thùy Nguyên. Thùy Nguyên. Chỉ ráng like cho đủ 1:30 thôi nhé. Tại vì nếu như mà bỏ sớm thì cái like sau lại tiếp tục bị bóp cho coi. Đến ra buổi trưa là nhiều lượt coi hơn đó. Buổi trưa lúc nào cũng nhiều hơn thôi. Tối cứ nghĩ là sẽ đông mà không đông. Quý Kobe. Quý Kobe. Minh Đức. Gấu 68. An Đào. 15 phút nữa chị nghỉ. Lên 1:13 rồi. Nói chung đủ tiếng nữa là nghỉ.